Kính thưa quý vị, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 26 tháng 3 năm 2017, người dân đã phát hiện một người đàn ông chết bất thường trong taxi tại bãi đất trống trong hẻm 74 đường Tam Châu, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Vào hôm nay, ngày 3 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là vụ án giết người, cướp tài sản và hiện công an đang tạm giữ hai nghi can. Theo thông tin ban đầu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra vụ án và xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tìm ra hai nghi can và cả hai đều là nữ. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận đã bắt xe taxi và kêu tài xế chở từ quận Gò Vấp vào bãi đất trống thuộc quận Thủ Đức rồi chuốc thuốc mê để sát hại và cướp tài sản. Kính mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký theo dõi kênh YouTube của báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.